Giờ đây, quê hương Đông Hội vắng đi một người con ưu tú. Chắc chắn người dân Đông Hội sẽ không bao giờ quên những câu chuyện, những kỷ niệm về Tổng Bí Thư. Vào sáng nay, tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, không chỉ có người dân địa phương mà hàng ngàn người dân đến từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại đây để tham gia lễ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng nay, nhân dân huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương có mặt tại nhà văn hóa thôn Lại Đà vào lúc hơn 7 giờ. Để có mặt tại đây, đoàn đã di chuyển từ 4 giờ sáng. Nhiều người như ông Vẻ, bà Mai đã thao thức cả đêm không ngủ được. Toàn thể dân, cán bộ và nhân dân từ nông thôn đến thành thị của Hải Dương rất buồn. Chúng tôi đêm không ngủ được. Chúng tôi hội viên hội cựu binh của cổng đâm Cẩm Giàng 3:30-4 giờ đã chủ trời mưa to và đã chuẩn bị để đi lên đây viếng bác. Tôi cảm thấy nó xúc động trong tim và thương nhớ bác, và cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn bác đã dẫn dắt cho tất cả nước. Tôi biết tin bác từ trần tôi cũng xúc động như này. Đến thắp nén tâm nhang cho vị lãnh đạo, nhiều người dân không kể già trẻ, gái trai đều không giấu nổi niềm xúc động và tiếc thương. Trong số này, phần lớn nhiều người chưa từng có cơ hội được gặp Tổng Bí Thư mà chỉ được biết đến ông qua báo chí với những quyển sách của Đảng, trong đó có công cuộc phòng chống tham nhũng. Dù Tổng Bí Thư ở vị trí cao nhất của Đảng ta, nhưng mỗi người dân luôn cảm thấy ông hết sức gần gũi, ấm áp. Nói chung là cả nhân dân Hưng Yên chúng tôi rất là thương tiếc, chứ không nói thì cả nước. Thế thì chúng tôi coi như đoàn chúng tôi lên đây thăm viếng bác để đăng ký từ hôm qua, và 4 giờ sáng này chúng tôi mới đi. Tổng Bí Thư là một người lãnh đạo xuất sắc. Lúc mà con nghe tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mất thì con cũng kiểu con không tin đâu, xong con phải xem thử sự lại ở trên báo ấy, xong con cũng sốc luôn, con không tin, xong rồi giọng con kiểu nó bị trầm xuống ấy. Theo chương trình lễ viếng Tổng Bí Thư tại Đông Hội vào sáng nay, 6 đoàn viếng được xếp thứ tự ưu tiên. Đầu tiên là đoàn gia đình, tiếp theo là các cấp ủy, chính quyền và người dân quê hương thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Sau 6 đoàn ưu tiên là các đoàn viếng theo điều tiết của bộ phận điều hành. Cho đến thời điểm này thì tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, hàng ngàn người dân vẫn xếp hàng ngay ngắn như thế này để chờ vào thắp nén tâm nhang dành cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin từ ban tổ chức, cho đến cuối giờ chiều ngày hôm qua đã có đăng ký là trên 300 đoàn với số lượng người khoảng độ trên 15.000 người. Và ban tổ chức đã bố trí xe điện đưa đón cũng như các điểm dừng chân để có thể phục vụ cho người đến viếng Tổng Bí Thư một cách chu đáo nhất. Gần trưa, tại con đường chạy dọc làng Lại Đà, hàng nghìn người dân từ khắp nơi vẫn đang trật tự, xếp thành hai hàng dài, chờ đến lượt được vào thăm viếng. Bất cứ ai được hỏi đều chẳng thể giấu nổi cảm xúc tiếc thương, thành kính đối với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, lễ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 7. Nhiều người dân tại các tỉnh thành xa xôi đã có mặt từ sớm, tất cả lặng yên trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự mất mát to lớn của cả dân tộc. Thời điểm này, những dòng người mỗi lúc một đông yên lặng hướng về nhà tang lễ quốc gia để chờ được vào viếng đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Và sau đây là ghi nhận của VTC14. Ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Hòa và những người bạn học cùng khoa văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khóa 1963-1967 đã có mặt bên ngoài nhà tang lễ quốc gia. Biết tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Hòa bàng hoàng, đau xót, tiếc thương vô cùng. Trong ngày đầu của quốc tang, bà Hòa muốn đến để được thắp nén hương, tiễn biệt người bạn lớn, hết sức tình cảm, giản dị và gần gũi thuở nào. Chúng tôi cảm thấy rằng cái sự ra đi của anh còn để lại cái lòng tiếc thương vô hạn cho những người thân, cho bạn bè và coi cho tất cả những người công dân của Việt Nam. Và cũng chúng tôi cũng rất hy vọng rằng những cái gì mà anh còn đang dang dở thì sẽ được tiếp tục hoàn thành
trong những cái năm tháng sắp tới để làm cho đất nước mình sẽ luôn luôn được thái bình và muôn dân được hạnh phúc. Đi rất là sớm, may là đi lên đây gặp lại các bạn ở đây thì nó thì ai cũng đóng rồi là muốn vào để nhìn mặt anh ấy và tiễn mà anh ấy đi ra đi cho những cái giây phút cuối cùng. Cái lớp ngữ văn khóa 8 của tôi là định tổ chức một cái chuyến đi về cái khu sơ tán ở Đại Từ Thái Nguyên ấy. Mà cái hồi xưa trước là sinh viên hồi sơ tán, chúng tôi sơ tán ở đây 2-3 năm rồi đấy. Thì anh Trọng và anh hứa là anh sẽ đi cùng. Thế nhưng mà lần nữa cái 2-3 năm nay rồi cuối cùng là vì, một là vì công việc, hai đó là vì sức khỏe. Rồi cuối cùng là khi mà anh ra đi thì cái chuyến đi đó vẫn chưa thực hiện được. Ông Nguyễn Văn Tọa, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Từ 3 giờ sáng, ông và vợ đã bắt xe lên nhà tang lễ quốc gia. Hai vợ chồng quyết định nghỉ 2 ngày ở Hà Nội để được trọn vẹn vào viếng, đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuẩn bị từ mấy ngày rồi, chuẩn bị chú lên. Đêm một rồi là 3 rưỡi chú dậy là đi xe lên đấy. Hai vợ chồng đi lên. Chú ở đây đến chiều chờ đợi là bao giờ được vào thăm bác. Và sáng mai thì chú cũng đi ra chỗ mộ bác. Còn nếu mà được vào mộ bác thì chú cũng thắp hương cho bác. Chiều mai là chú về. Chúng tôi là cũng dậy từ 4 rưỡi sáng đấy. Thế xuống đây là gần 7 giờ. Chúng tôi xuống là để tâm nguyện là chúng tôi là vào thắp nhang để viếng bác. Để gọi là giữa cái tình cảm người dân với lại ông là người lãnh đạo trong đất nước là nhiều cái nổi bật xuất sắc thì chúng tôi muốn như thế. Với nhiều người trẻ, dù có thể chưa được gặp gỡ trực tiếp, nhưng những câu nói, những hình ảnh gần gũi, giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là kim chỉ nam mang theo suốt hành trình sắp tới. Em rất là ngưỡng mộ những câu nói của bác mà em nghĩ là em và những bạn trẻ thì đáng để học hỏi theo. Nếu được vào trong viếng bác thì tốt, còn nếu mà không được cơ quan chức năng cho vào thì cũng đến đây cũng là được mãn nguyện, được đứng ở ngoài rồi. Với tôi, bác Trọng là một cây cao bóng cả. Nói chung là không có ngòi bút nào tả hết về bác trong trái tim chúng tôi cả. Nên là khi mà biết tin bác mất là lòng là chúng tôi trùng xuống rất là nhiều. Mỗi lần nghĩ đến nước mắt bác là nước mắt cũng trực trào dâng ra, không thể cầm được cảm xúc được. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu vào lúc 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại 3 địa điểm là nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư bắt đầu từ 18 giờ ngày 25 tháng 7. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Cũng như nhân dân cả nước, sau khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, người dân ở Nghệ An nói chung và những người vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất xót xa và tiếc thương người con ưu tú của đất nước. Ông Nguyễn Văn Xuân cũng như các thành viên trong ban quản lý đền thờ vua Hoàng đế Quang Trung là những người vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp Tổng Bí thư đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Dù đã gần 8 năm trôi qua, nhưng những ấn tượng về vị Tổng Bí thư đáng kính vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Cảm nhận của tôi thì tôi thấy bác Trọng là một người rất gần gũi, rất dễ gần, không có khoảng cách giữa người dân và một người lãnh tụ. Được tin bác mất thì bản thân tôi thấy rất là thiêng tiếc và cũng rất buồn. Một lần chúng tôi gặp được bác là một lần rất quý giá của đời người và cũng mãi mãi không được gặp bác nữa. Thì chúng tôi cũng có cái lòng buồn thương tiếc vô hạn đối với bác
và được hết là cầu mong cho bác được siêu sinh tịnh độ về cõi Phật an lành. Bài phát biểu của đồng chí nhưng có nhiều tác phẩm mà để lại là phòng chống tiêu tham nhũng và tiêu cực, phải làm kiên quyết, kiên trì và làm không ngừng nghỉ. Ông để lại nhiều cái giá trị mới cho mãi cho đến hôm nay và cho mãi sau. Để giữ được cái bản chất của một đảng cộng sản thì dứt khoát những người kế tục sau này phải thấm nhuần được những quan điểm, đặc biệt là lực trẻ. Trong suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian về với Nghệ An, để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân quê hương xứ Nghệ. Hôm nay, người đã đi xa, nhưng cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Nghệ An luôn gửi trọn niềm tin yêu tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, đặc biệt tin tưởng vào những giá trị lớn lao mà Tổng Bí thư đã để lại cho hôm nay và muôn đời sau luôn được gìn giữ và phát huy. Những ngày này cả nước đang vô cùng tiếc thương và nghiêng mình tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bằng nhiều cách khác nhau, người dân cả nước đã và đang bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc. Lấy nghệ thuật để biểu đạt tình cảm của mình, nghệ nhân trẻ Bùi Văn Tự đã dùng loại hình nghệ thuật điêu khắc ánh sáng để tạo nên bức chân dung sinh động về Tổng Bí thư cùng thông điệp và phối cảnh đầy ý nghĩa, mang lại nhiều cảm hứng và sự xúc động. Cây tre là một hình ảnh gắn liền với biểu tượng của văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khắc họa cây tre Việt Nam với hình ảnh gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển và với một triết lý là mềm mại mà cứng cỏi, nhân ái mà quật cường, biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người. Và từ đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà tôi sáng tác nên một tác phẩm điêu khắc ánh sáng với tên gọi là Cây tre Việt Nam để khắc họa nên hình ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với điêu khắc ánh sáng là cái phần hình với phần bóng nó chỉ liên quan với nhau khi có ánh sáng chiếu rọi và mạch câu chuyện được viết ra thì đó mới là điêu khắc ánh sáng. Và với chất liệu, với cái tác phẩm Cây tre Việt Nam thì tôi có sử dụng chất liệu là gỗ trắc, một cái loại gỗ rất là đặc thù của những vùng đồi núi của Việt Nam và cái độ bền nó rất là cao. Đồng thời chọn gỗ trắc bởi vì cũng chính là thông qua cái câu chuyện hình ảnh của cây tre là gì, gốc vững thân chắc cành uyển chuyển, thì ở đó thì tôi cũng muốn thể hiện những cây tre rất là mỏng manh nhưng khi nó kết hợp với nhau thành bụi thành lũy thì nó lại vô cùng là vững chắc. Quá trình nghiên cứu tài liệu và xây dựng nên ý tưởng thì nó mất khoảng gần 3 tháng, còn cái quá trình chế tác thì khoảng gần 1 tháng. Thực tế thì tác phẩm Cây tre Việt Nam thì được sáng tác bởi một trái tim của một người nghệ sĩ trẻ là bản thân tôi, thì đó là một quá trình mà cần một cái sự tìm hiểu rất là dài về những câu chuyện về triết lý ngoại giao. Tôi đã phải đọc những cuốn sách của Tổng Bí thư, xem lại những phóng sự, những chia sẻ của Tổng Bí thư, từ đấy là mình hiểu hơn về câu chuyện và những cái ý niệm, những cái triết lý xoay quanh hình ảnh cây tre Việt Nam, và thông qua đó thì mới có thể khắc họa được hình ảnh cây tre và hình ảnh của Tổng Bí thư để thể hiện nên cái hồn cốt và cái tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một người nghệ sĩ trẻ thì tôi rất mong muốn là mình có nhiều điều kiện để tìm hiểu những câu chuyện về văn hóa và lịch sử Việt Nam, nghiên cứu sâu sắc hơn, và thông qua đó thì tôi lại truyền cảm hứng tới các bạn trẻ, các thế hệ trẻ của Việt Nam thông qua những cái tác phẩm, những bộ sưu tập, để chúng ta thấy là sự trân trọng, sự biết ơn và sự tôn vinh những cái giá trị văn hóa, và thế hệ trẻ chúng ta với một sứ mệnh là kế thừa và phát huy những cái giá trị đó.